Cô xin chào tất cả các em đến với bộ môn sinh học 8. Trong tiết học ngày hôm nay, cô xin gửi đến các em nội dung bài 47 Đại não. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Như các em đã biết, não bộ gồm 4 phần. Chúng ta đã học các phần là trụ não, tiểu não, não trung gian. Hôm nay chúng ta sẽ học phần còn lại là đại não. Trước hết, cô xin giới thiệu một vài hiện tượng thực tế mà có lẽ các em cũng đã từng biết hoặc từng chứng kiến. Đó là có những người bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông hoặc do tai nạn lao động. Có những người bị tai biến mạch máu não do xơ vữa động mạch, do huyết áp cao gây xuất huyết não. Tất cả đều để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng và di chứng về sau. Như liệt nửa người, hoặc rối loạn về ngôn ngữ như nói ngọng, nói khó, béo miệng, vân vân. Tại sao lại như vậy? Chắc chắn tất cả những trường hợp kể trên đều có liên quan đến não. Do não bị tổn thương hoặc do máu chèn ép làm ảnh hưởng đến chức năng của não. Trong đó trực tiếp ảnh hưởng là đại não. Vậy đại não có cấu tạo như thế nào? Chức năng của đại não là gì? Cô mời các em cùng nghiên cứu qua bài học hôm nay. Các em cùng quan sát lên màn hình. Thì chúng ta cũng nhận thấy rằng đại não là phần lớn nhất trong bộ não của người, bao phủ toàn bộ bề mặt bộ não. Ở phần 1 này, chúng ta sẽ nghiên cứu cấu tạo của đại não. Thứ nhất là cấu tạo ngoài của đại não. Cô mời các em quan sát hình 47.1, hình não bộ nhìn từ trên xuống. Chúng ta nhận thấy rãnh liên bán cầu chia đại não thành hai nửa, gọi là bán cầu não trái và bán cầu não phải. Các em biết không, bề mặt của đại não được phủ bởi một lớp chất xám tạo thành vỏ não dày 2-3 mm. Trên đó có nhiều nếp gấp, đó là các khe và rãnh tạo thành các khúc cuộn não. Từ đó làm tăng diện tích bề mặt vỏ não lên tới 2.300-2.500 cm². Ngoài ra còn có các rãnh khác chia mỗi bán cầu não thành các thùy. Để thấy rõ, cô mời các em quan sát hình 47.2 bán cầu não trái sau. Thứ nhất, rãnh đỉnh ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh. Rãnh thái dương ngăn cách thùy trán thùy đỉnh với thùy thái dương. Phía dưới thùy đỉnh là thùy chẩm. Phần cấu tạo ngoài các em cần nắm được cho cô. Đại não được chia thành hai nửa là bán cầu đại não phải và trái. Các rãnh chia mỗi bán cầu đại não thành 4 thùy là thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương. Các khe và rãnh tạo thành các khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt não. Tiếp theo, chúng ta nghiên cứu cấu tạo trong của đại não. Cô mời các em quan sát hình 47.3 trên màn hình. Cấu tạo trong của đại não gồm phía ngoài là chất xám tạo thành lớp vỏ não dày 2-3 mm. Tuy nhiên nó lại chiếm đến 40% khối lượng não bộ của chúng ta các em. Trong 1 mm khối vỏ não thì có khoảng 100.000 neuron. Tuy số lượng neuron nó rất lớn nhưng mới chỉ khoảng 4% số lượng neuron hoạt động. Phía trong là chất trắng, là các đường thần kinh nối các vùng của vỏ não và nối hai nửa bán cầu đại não với nhau. Ngoài ra còn có các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não với các phần dưới của não và nối với tủy sống. Hầu hết các đường này bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống. Do đó mà khi bị tổn thương ở một bên đại não sẽ làm tê liệt các phần thân bên phía đối diện.
Ngoài ra, trong chất trắng còn có các nhân nền. Cô xin giới thiệu thêm về chức năng của các nhân nền. Các nhân nền có chức năng thu thập các thông tin từ não giữa và vùng vận động của bộ não và gửi những thông tin ngược về các nơi đó. Chúng thực hiện nhiệm vụ điều tiết các hoạt động dưới vỏ mang tính chất tự phát. Ở những động vật thấp chưa có vỏ não thì các nhân nền là trung khu vận động cao nhất. Còn đối với động vật bậc cao có vỏ não thì các nhân nền này chịu sự kiểm soát của vỏ não khi hoạt động. Phần cấu tạo trong các em cần nắm được cho cô. Chất xám nằm ở ngoài tạo thành vỏ não. Chất trắng ở trong là những đường thần kinh nối các vùng của bộ não với nhau và bộ não với các phần dưới của hệ thần kinh. Trong chất trắng còn có các nhân nền. Qua phần 1, cấu tạo của đại não, chúng ta hãy làm cho cô bài tập điền từ trong sách giáo khoa trang 148. Ở vỏ não có nhiều vùng, mỗi vùng có một chức năng riêng. Vậy đó là những vùng nào? Chúng ta cùng nghiên cứu qua phần 2 la mã. Sự phân vùng chức năng của đại não. Cô mời các em quan sát lên màn hình. Các vùng chức năng của đại não cụ thể là vùng hiểu chữ viết, vùng thị giác, vùng hiểu tiếng nói, vùng thính giác, vùng vị giác, vùng vận động ngôn ngữ nói và viết, vùng vận động, vùng cảm giác. Trong 8 vùng chức năng này, có 3 vùng chức năng chỉ có ở người mà không có ở các động vật khác, đó là vùng hiểu chữ viết, vùng hiểu tiếng nói, vùng vận động ngôn ngữ. Các vùng cảm giác thu nhận và phân tích các xung thần kinh từ các thủ quan ngoài như ở mắt, mũi, tai, da, lưỡi và các thủ quan trong như ở cơ, khớp và cho ta cảm giác tương ứng. Như vậy, qua nghiên cứu về cấu tạo của đại não và sự phân vùng chức năng ở đại não, thì chúng ta nhận thấy so với đại não các động vật khác ở lớp thú thì đại não người có nhiều điểm tiến hóa về mặt cấu tạo và chức năng. Cô xin tóm gọn đó là thứ nhất, khối lượng não so với cơ thể ở người thì lớn hơn so với các động vật khác thuộc lớp thú. Thứ hai, vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng diện tích bề mặt não, khối lượng chất xám lớn. Và thứ ba, ngoài trung khu vận động và cảm giác như ở các động vật khác thuộc lớp thú, thì ở người còn có trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ, nói và viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết. Trong thực tế, khi nghiên cứu về chức năng của đại não thì đã có rất là nhiều thí nghiệm. Và trong tiết học này, cô giới thiệu đến các em một thí nghiệm sau đây. Người ta tiến hành thí nghiệm trên đối tượng là hai con chó. Một con chó để bình thường và một con chó bị cắt bỏ vỏ não. Thì kết quả cho chúng ta nhận thấy biểu hiện ở hai con chó này khác nhau hoàn toàn các em. Đó là đối với con chó bình thường thì con vật nhận biết được các sự vật xảy ra xung quanh, phân biệt được ai quen, ai lạ, có thể tự đi kiếm thức ăn khi đói, học được một số điều đơn giản mà con người dạy chúng, hình thành được các phản xạ có điều kiện và có trí nhớ. Nhưng ngược lại, con chó bị cắt bỏ vỏ não thì có các biểu hiện sau đây. Con vật trở nên thờ ơ, lạnh đạm với mọi vật xung quanh. Không phân biệt được ai quen, ai lạ. Dù đói cũng không biết tự đi tìm thức ăn. Và mất tất cả các phản xạ có điều kiện đã được thành lập. Và nó không còn nhớ gì.
Như vậy, qua phần này, chúng ta thấy được rằng đại não ở người rất phát triển. Đó là các trung tâm của phản xạ có điều kiện giúp con người có nhiều hoạt động phức tạp, thường xuyên hình thành cũng như ức chế các phản xạ mới, giúp con người thích nghi được với điều kiện sống luôn luôn thay đổi. Vậy theo các em, chúng ta nên làm gì để bảo vệ được não bộ của mình? Chúng ta có thể có các biện pháp, đó là đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe mô tô hay là xe đạp điện. Không sử dụng các chất kích thích như cà phê, rượu, bia, thuốc lá. Không để tổn thương đến đại não. Không để đầu quá nóng hoặc quá lạnh. Chúng ta có thể tiêm phòng để chống các bệnh viêm màng não, vân vân. Các em có thể tìm hiểu thêm các biện pháp khác. Như vậy, qua phần 2, sự phân vùng chức năng của đại não, các em ghi nhớ cho cô một số nội dung chính, đó là vỏ não có nhiều vùng, mỗi vùng có tên gọi và chức năng riêng. Phần này các em có thể nghiên cứu thêm ở phần 2 La Mã sách giáo khoa, trang 148 và 149. Đại não có chức năng là trung tâm của các phản xạ có điều kiện và chức năng dẫn truyền. Trên đây, chúng ta đã tìm hiểu về đại não người. Qua bài học này, các em cần nắm vững các kiến thức sau đây. Thứ nhất, cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của đại não. Thứ hai là sự phân vùng chức năng ở đại não. Và sau bài học này, cô cũng muốn các em trả lời cho cô một số câu hỏi sau. Các em kết hợp kiến thức của bài học hôm nay và các kiến thức đã học ở bài học trước, kiến thức thực tế của mình, trả lời cho cô 3 câu hỏi sau. 1. Một người bị tổn thương bán cầu não trái sẽ để lại hậu quả gì? 2. Những đặc điểm tiến hóa về cấu tạo và chức năng của đại não người so với thú là gì? 3. Chúng ta nên và không nên làm gì để bảo vệ bộ não của mình? Chuẩn bị bài mới, các em đọc trước cho cô bài 48, hệ thần kinh dinh dưỡng, tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh dinh dưỡng. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc tất cả các em học tốt. Xin chào tất cả các em.